Bộ 4, ngựa ba chân hổ. Tay thủ đao, đứng chảo mã tấn trái, sang qua trái thành chảo mã tấn phải và ngược lại. Căn bản công pháp võ cổ truyền Việt Nam phần 5 bộ pháp là kỹ thuật di chuyển bằng mã bộ, bộ ngựa, gồm có 5 bộ. Bộ số 1, ngựa chiếc. Bộ số 2, ngựa đồi. Bộ số 3, đổi ngựa. Bộ số 4, ngựa ba chân hổ. Bộ số 5, ngựa biên.